Mến chào quý anh chị cô chú. Thì hôm nay em lại tiếp tục review gửi đến quý anh chị cô chú xem một cái thửa đất vườn ha. Thì cái thửa đất ngày hôm nay của mình á, nó có diện tích là gần 1 mẫu 1 lận nhau quý anh chị. Và phủ hồng toàn bộ ha. Và đặc biệt là trên đất là trồng khoảng là 170 cây sầu riêng ha. Và đã cho thu hoạch mùa đầu rồi. Và đất của mình á, về hình dáng thì nó vuông như tờ giấy luôn nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Một thửa đất lớn như vậy mà rất là đẹp. Và mặt tiền thì nói chung là dài miên man luôn. 120 mấy, gần 130 mét mặt tiền hả quý anh chị. Thì địa chỉ ở đây là thuộc xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và cái vị trí này á, thì mình cách đường DT328 và chợ Bầu Lâm tầm khoảng là 1 cây rưỡi số thôi nha quý anh chị. Bán kính khu vực của mình ở khoảng là 2 cây số là mình đầy đủ dịch vụ tiện ích chợ, trường học, y tế ha. Và đặc biệt hơn nữa là mình gần với hồ sông Rây ha quý anh chị. Cách hồ sông Rây thì tầm vài trăm mét thôi, nên không khí ở đây là thật sự là rất là mát mẻ luôn. Rồi sơ lược vậy thôi, bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem hết cái video này để tham khảo chi tiết hơn nhé. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích gì review chia sẻ tất cả bất động sản. Rồi, đây là toàn bộ sổ của mình ha quý anh chị. Địa chỉ là thuộc xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 10.748m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng là đến năm 2047. Thì đến cái thời hạn sử dụng này quý anh chị mang sổ đi gia hạn thêm mục đích sử dụng của mình ha. Còn phía bên tay phải của mình là hình dáng thửa đất nằm trên trang tư ha quý anh chị. Mình tiếp giáp với mặt tiền đường nhựa và sổ của mình rất là vuông vắn luôn. Mình xoay mặt về hướng Tây Bắc ha quý anh chị. Nó đất của mình xoay mặt về hướng Tây Bắc. Rồi còn đây là thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch. Đó, từ trên bản đồ quy hoạch thì mình cũng thấy đất của mình có hình dáng riêng biệt luôn ha. Đó, thì mình có ngang là 129 mét mặt tiền. Cái cạnh bên này là 88, cái cạnh bên này là 85 ha. Hậu đằng sau của mình là 127m. Đó. Mình top hậu 2m ha quý anh chị. Nói chung thửa đất lớn như thế này mà top hậu 2m thì nó cũng không có đáng kể mấy. Đó. Rồi giờ mở quy hoạch lên. Thì đất mình là quy hoạch phủ hồng 100%. Lô đất này quý anh chị có thể lên thổ cư thoải mái ha. Lô này thì mình có thể phân tách thành rất là nhiều lô. Tầm khoảng là hơn 10 lô nha quý anh chị. Đó. Rất là dễ phân tách. Đó. Còn đường của mình á là xong xuôi hết rồi ha, không có lấy vào nữa. Đường hiện tại rất là rộng, cũng còn lòng lề đường ha. Có làm thì người ta cũng lấy phần đất của nhà nước, không lấy đất của mình nữa ha. Ranh giới của mình thì rõ ràng rồi ha quý anh chị. Nó rào hết, tường rào nó ở đằng trước thì xây hết ha. Đóng cọc bê tông, phía dưới này đóng cọc bê tông, còn bên này thì rào hết, kiểm gai ha. Đó. Thì từ đây nè, từ cái góc đây ha, có hai mặt nè. Mình đổ qua bên kia là 129 mét mặt tiền đường này ha quý anh chị. Đó. Cái hậu này á sâu gần sâu 88. Còn cái hậu bên kia là 85. Sâu gần sâu 85. Mình thì hậu đằng sau của mình thì top hậu 2 mét ha, còn 127 mét ha quý anh chị. Đó. Đất mình thì nó dài, rộng dài thì top 1 2 mét thì là vấn đề cũng chả nhầm nhò gì. Bên này nè, vườn sầu riêng bên này cũng khá là đẹp ha quý anh chị. Một 129 mét dài lắm nha quý anh chị. Lô này mình phân lô chắc cũng được nhiều lô ạ. Chú bên nào cũng trồng sầu riêng đẹp ghê luôn. Quá dài đi bộ mà mỏi cả chân. Em đi hết ranh giới cho quý anh chị xem luôn ha.
ở góc đường này. Mét đằng đây là sâu, gần sâu là 85 mét ha. Còn đây là thửa đất của mình trên Google vệ tinh. Hiện tại thì khu vực này Google vệ tinh chưa có cập nhật quý anh chị, chắc tầm khoảng vài năm rồi á, nên thành ra quý anh chị thấy không, sầu riêng của mình đã lớn rồi mà hiện tại chưa có cập nhật gì cả đó. Khu vực của mình thì cũng đông dân cư, nếu mà nói về cấp độ mà hiện tại thực tế thì rất là đông, nhưng trên này cũng chưa có cập nhật ha quý anh chị. Từ vệ tinh thì mình cũng thấy thửa đất của mình nó vuông vắn luôn ha. Đường của mình hướng này ra hồ sông Rây ha quý anh chị. Đó, hồ sông Rây nè. Mình cứ đi thẳng về bên trong thửa đất là mình ra đẳng hồ sông Rây luôn. Ở đây không khí cực kỳ mát. Còn ở đây là chợ Bầu Lâm ha quý anh chị. Nó đi ra tầm khoảng là 1.5 cây số là mình ra chợ, trường học, đầy đủ dịch vụ tiện ích ở ngoài này cho mình ha. Rất là gần luôn. Hiện tại là Bầu Lâm nó phát triển dữ lắm, nhưng mà hiện tại khu vực này chưa có thấy gì trên Google cả. Đi thẳng về hướng này á là mình về Tân Lâm rồi ra ngã tư sông Ray là thuộc của Đồng Nai hả quý anh chị, huyện Cẩm Mỹ Đồng Nai. Còn đi thẳng nữa là mình ra quốc lộ 1A ha. Còn về hướng này á là từ vị trí thửa đất mình đi thẳng về hướng này là mình về thị trấn Phước Bửu nè của huyện Xuyên Mộc. Đây là trung tâm hành chánh của huyện Xuyên Mộc ha quý anh chị, cách tầm khoảng là 17-18 cây ha. Còn mình về Hồ Tràm đó là tầm khoảng là 25 cây ha quý anh chị. Đó, về biển Hồ Tràm tầm khoảng 25 cây. Còn mình đi thành phố Bà Rịa thì mình di chuyển về quốc lộ 55 nè quý anh chị, tầm khoảng 40 cây ha. Còn về biển Vũng Tàu thì tầm khoảng là 60 cây, hơn 60 cây ha. Đi quốc lộ 55 về thẳng luôn. Còn mà về thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình phải đi ngang qua huyện Châu Đức ha quý anh chị. Đi ngang qua thị trấn Ngãi Giao, đi đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình. Đó, đi ngang qua thị trấn Ngãi Giao. Xong rồi cái mình đi ra quốc lộ 51 ha quý anh chị. Thì từ vị trí mình ra quốc lộ 51 là tầm khoảng là hơn 40 cây. Là ra ngay khu công nghiệp Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ ha. Mình chạy thẳng thì mình về thành phố Biên Hòa. Còn lên cao tốc thì mình về thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì từ vị trí mình mà về thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng là 90 cây ha quý anh chị. Tầm khoảng 90 cây nha. Còn về đường xá thì đường này cũng khá là đẹp quý anh chị. Tuy nó cũ nhưng mà cũng chưa xuống cấp nha, còn khá là đẹp. Đường này thì nó tầm khoảng là 7 mét hơn á. Đường này rất là rộng nha. Đường này khỏi phải chê chỗ nào rồi. Còn vô tới đây mà. Còn về điện đài internet thì nói chung là mình đầy đủ hết rồi. Ở đây là có nước sạch luôn ha quý anh chị. Đó, nước sạch nè. Nước máy nha, nước máy đã vô tới đây rồi. Đó, nước máy. Còn bên này thì có hệ thống cống đá chỉ rồi nè. Đó. Khỏi phải sợ tràn gì cả. Đường này mình đi thẳng vô là vô đụng hồ sông Rây ha quý anh chị. Đó. Còn đường này mình đi ngược lại thì mình ra trung tâm. Còn khu vực ở đây thì dân cư khá là đông đúc rồi. Ở đây dân cư họ cũng ở đông lắm, đổ ra trung tâm thôi, đông nhiều dân. Rồi bây giờ em sẽ vào bên trong để review chi tiết thửa đất của mình ha. Rồi bây giờ bước vào bên trong thì đất của mình thì thấp hơn đường nha quý anh chị. Đó, thấp hơn đường và lại xuống dần. Thì cái đất này, cái thế đất này thì ở trên kia là quả đồi nè, nó truyền xuống dưới lần. Bên kia thì đất cao hơn đường, còn bên này thì thấp hơn đường. Đó, này đắp thấp hơn chắc cũng nhiều, là chắc cũng tầm cả mét đó quý anh chị. Đó, tầm cả mét ha. Vườn sầu riêng của mình thì cho ra trái bói rồi đó, và năm sau mùa sau thì bắt đầu thu thôi. Thổ nhưỡng ở đây thì đất đỏ, ở đây thổ nhưỡng là tuyệt vời rồi. Khu này người ta trồng sầu riêng rất là nhiều luôn, mình là trồng theo hàng theo lúa hết rồi ha quý anh chị. Bên này người ta xây kỳ hết luôn.
là khá là đẹp. Chung là đất mình là đất sạch, không mồ mả gì cả nha. Hiện tại chủ đang thiếu nước nè, chủ phải tưới nè. Hiện tại nó đang thiếu nước nè, đá nó rủ xuống nè. Mấy ngày nay chủ không tưới thì sao? Thu cũng khá là nhiều của tao quý anh chị, nhiều tiền chứ ít đâu. Tại đó nó trơn, phường đẹp quá. Thò ra ở bên ở khu vực Châu Đức thì ít có cái vườn nào đẹp như vậy lắm quý anh chị. Quý anh chị cũng xem em review á, từ trước tới giờ chưa có vườn sầu riêng nào nó đẹp như vậy. Ít khu này đẹp. Chắc là mình có giếng khoan đồ hết rồi ha. Đây, khu này là giếng khoan nè. Giếng đào chứ không phải là giếng khoan. Này là giếng đào. Giếng đào ha. Cây này quá đẹp luôn, toàn là cây như thế này thôi nha quý anh chị. Đó, vào bên trong cái góc nó luôn. Cây này khá là đẹp. Rồi, thì tổng quan cái vườn mình nó vậy thôi quý anh chị. Đó. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn flycam từ trên cao ha. Còn đây là những hình ảnh từ flycam trên cao ha quý anh chị. Đó, từ trên cao thì mình cũng thấy sầu riêng rồi đã trồng thành luống hết rồi ha quý anh chị. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Thửa đất này không cần vẽ thì mình cũng có thể hình dung được hình dáng thửa đất của mình ha. Nhà cửa xung quanh ha. Đó, phía trước mặt của mình là hồ sông Rây ha quý anh chị. Một cái hồ mà nó tiếp giáp giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cái hồ này là thuộc dạng cái hồ lớn nhất ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu ha. Trước mặt mình là tuyến đường DT328 đường tỉnh ha. Đường tỉnh 328. Đó, còn phía dưới là trung tâm của xã Bầu Lâm ha quý anh chị. Đó, ngay vòng xoay Bầu Lâm ha. Rồi phía trước mặt quý anh chị cô chú đang là hồ sông Rây ha. Hiện tại hồ sông Rây đang làm đường vành đai. Quý anh chị thấy không? Người ta làm đường vành đai đó xung quanh bờ hồ. Đường này mình chạy thẳng vào là vào vườn sầu riêng của mình. Phía bên tay trái phía dưới là cái vườn của mình ha quý anh chị. Đó,
sầu riêng trồng thành hàng thành luống rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ bay thẳng ra vòng xoay của bầu lâm ha. Ra khu vực này thì bắt đầu nhà cửa dần đông đúc lên. Khu vực này nhà cửa rất là đông đúc rồi ha. Phía trước mặt của mình á là trung tâm xã ha. Ở đây có đầy đủ dịch vụ tiện ích cho mình, chợ, trường học, bệnh viện. Ở phía dưới là vòng xoay bầu lâm ha quý anh chị. Rồi bây giờ từ vị trí thửa đất của mình, em sẽ di chuyển ra trục DT328 ra vòng xoay bầu lâm đi để quý anh chị cho hình dung hai bên đường mình có gì ha. Khu vực ở đây đất rất là đẹp quý anh chị, đất đỏ không à. Nó rất là phù hợp để mình trồng trái cây. Vị trí của mình thì đi biển Hồ Tràm nó cũng gần. Cái trục này là cái trục liên xã ha. Ở hai bên trục này thì nhà cửa người ta cũng ở rất là đông đúc rồi. Có kinh doanh một số mặt hàng tiện ích ha. Tại thì đang dần dần khu vực này cũng đang dần dần phát triển, đường xá hiện tại đang làm mới lại ha quý anh chị, đang mở rộng và làm mới lại đường DT328 này, nó đang làm mới lại. Phía trước đây là vòng xoay bầu lâm ha quý anh chị. Đường này thì hiện tại đang làm lại nè, mở rộng ra làm thành đường con lương ha quý anh chị. Hiện tại thì xe cộ di chuyển không có đủ. Ở ngoài này thì kinh doanh mua bán hai bên đường rất là tấp nập luôn. Và để không làm mất thời gian của quý anh chị cô chú thì em xin báo về giá ha. Thì chủ rao cái lô đất này với cái giá là 7.2 tỷ, tính ra là chỉ hơn 600 triệu cho 1.000 m² thôi quý anh chị, một cái giá khá là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Đó, vườn trái cây phủ hồng toàn bộ mà mặt tiền dài miên man như thế này ở Bà Rịa Vũng Tàu thì khá là hiếm ha. Rất là khó tìm lô đất thứ hai như thế này. Thì quý anh chị cô chú nào quan tâm thì vui lòng liên hệ số điện thoại của em ha để em cung cấp thêm thông tin cho quý anh chị. Và cuối cùng em xin kết thúc video tại đây.